Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 6, Đan Mạch đã tổ chức cuộc bỏ phiếu để quyết định có tham gia chính sách an ninh và phòng thủ chung của Liên minh châu Âu EU hay không. Đan Mạch hiện là nước duy nhất trong 27 quốc gia thành viên EU không tham gia vào chính sách này. Các điểm bỏ phiếu quy định có tham gia chính sách an ninh và phòng thủ chung của Liên minh EU hay không ở Đan Mạch sẽ được mở cửa đến 18 giờ GMT, tức 1 giờ sáng ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Nếu Đan Mạch quyết định từ bỏ chính sách độc lập và tham gia chính sách phòng thủ chung, đây sẽ là một sự chuyển hướng lớn tiếp theo trong chính sách của châu Âu sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine. Thăm dò trước bỏ phiếu cho thấy 48% số người dân Đan Mạch được hỏi ủng hộ việc từ bỏ chính sách độc lập, trong khi 31% số ý kiến phản đối tư cách thành viên của chính sách an ninh và phòng thủ chung sẽ cho phép Đan Mạch tham gia các cuộc tập trận chung của EU như cuộc tập trận tại Somali, Mali và Bosnia. Bộ trưởng Năng lượng Israel Karin Anhara thông báo các cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục cho đợt khoan thăm dò lần thứ tư để tìm kiếm các mỏ khí đốt tự nhiên mới ở vùng biển thuộc địa trung hải nước này. Đây là một trong những nỗ lực của Israel nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng, đầu tư cho các nguồn năng lượng tái tạo và dự trữ khí đốt phục vụ nền kinh tế. Bộ trưởng En Hara nhấn mạnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay là cơ hội cho Israel xuất khẩu nhiều khí đốt tự nhiên hơn. Cách đây 6 tháng thì Israel từng tuyên bố là sẽ dừng khai thác khí đốt trong vòng 1 năm vì mục đích bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau khi cuộc xung đột tại Ukraine ảnh hưởng tới nguồn cung khí đốt, thì một số công ty sản xuất khí đốt tại Israel đã tích cực vận động chính phủ, đẩy mạnh xuất khẩu và cho phép khoan thăm dò các mỏ khí đốt mới. Thưa quý vị, hôm nay một máy bay của Yemen đã rời thủ đô Sana đến Cairo, Ai Cập, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên giữa hai thành phố này kể từ năm 2016. Đây là bước tiến mới nhất trong việc thực hiện thỏa thuận ngưng bắn kéo dài trong hai tháng qua. Văn phòng của đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen cho biết 77 người đã có mặt trên chuyến bay thương mại từ Yemen đến Ai Cập trong ngày 1 tháng 6. Đây là chuyến bay thứ bảy từ sân bay Sana kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Houthi và Liên quân Ả Rập do Liên Hợp Quốc làm trung gian chính thức có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. Sáu chuyến bay trước đó đều có điểm đến là thủ đô Amman của Jordan. Trước đó, sân bay Sana của Yemen đã đóng cửa đối với mọi chuyến bay thương mại trong gần 6 năm nay. Các cơ quan viện trợ đang kêu gọi các bên tham chiến ở Yemen ra hạn lệnh ngừng bắn. Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn sẽ hết hiệu lực vào ngày 2 tháng 6, các bên viện trợ đều cho rằng ngừng bắn có tác động nhân đạo tích cực. Số liệu thống kê chính thức công bố vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6 cho thấy tỷ lệ lạm phát tại Sri Lanka đã tăng lên mức cao nhất trong tháng 5 vừa qua. Đây là tháng tăng thứ 8 liên tiếp trong bối cảnh đảo quốc này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Sri Lanka đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thiếu thốn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men, trong khi lạm phát cao kỷ lục và không đủ điện để sử dụng. Chỉ số giá tiêu dùng Colombo trong tháng 5 vừa qua đã tăng 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 29,8% của tháng trước đó. Lạm phát lương thực tại Sri Lanka cũng ghi nhận ở mức 57,4%. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng chỉ số giá tiêu dùng thực tế tăng nhanh hơn so với số liệu thống kê chính thức. Hiện Sri Lanka đang đàm phán với quỹ tiền tệ quốc tế về các gói cứu trợ. Chính phủ nước này cho biết cần từ 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ để thoát khỏi khủng hoảng hiện nay. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ mới đây đã nới lỏng chính sách nhập khẩu để giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa công thức trên toàn quốc. Các hãng sản xuất đồ ăn cho trẻ em trên toàn cầu thì đang tận dụng cơ hội này để có thể xuất khẩu sữa công thức sang Mỹ. Chính phủ Australia vào ngày 1 tháng 6 cho biết đang thảo luận với Mỹ về vấn đề cung cấp sữa công thức. Các cơ quan thuộc chính phủ Australia cũng tích cực làm việc với các doanh nghiệp sản xuất sữa công thức trong nước để hỗ trợ đảm bảo nguồn cung sữa công thức cho Mỹ. Trước đó, Anh cũng đã xuất khẩu 2 triệu hộp sữa công thức sang Mỹ, trong khi hãng sản xuất các sản phẩm từ sữa B, Boops Australia tuần trước cũng đã thỏa thuận với FDA Mỹ về việc cung cấp 1,25 triệu hộp sữa cho thị trường này. Một số hãng sản xuất sữa khác ở New Zealand, trong đó có hãng xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới, Fonterra, cũng đã có các cuộc thảo luận với FDA Mỹ. Trong tuần thứ hai của tháng 6 này, Indonesia sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine đỏ trắng Meraputit, ngừa COVID-19, và dự kiến là cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine nội địa này vào tháng 9 tới đây. Vắc xin đỏ trắng này do Đại học Công lập Air Angla của Indonesia và công ty dược phẩm tư nhân PT Biotis cùng nghiên cứu phát triển. Vắc xin đã đạt chứng nhận HALA là một loại chứng chỉ xác nhận sản phẩm đạt yêu cầu về các thành phần cũng như là điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cầu của luật hồi giáo. Và sau khi kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 thì vắc xin đỏ trắng dự kiến sẽ bắt đầu được sản xuất để đưa vào sử dụng trong hai quý cuối năm nay. Sau hơn 2 tháng triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19 quyết liệt, đến nay thì tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang có những chuyển biến tích cực. Số ca mắc mới trong cộng đồng đã giảm trong 7 ngày liên tiếp. Thành phố Thượng Hải và thủ đô Bắc Kinh, hai trung tâm kinh tế lớn nhất nhì tại Trung Quốc đã dỡ bỏ một số hạn chế phòng dịch, bước đầu thì đưa người dân quay trở lại với cuộc sống bình thường mới. Trên đường phố, tại các bến tàu điện ngầm ở Thượng Hải, không khí nhộn nhịp hơn hẳn khi người dân được phép trở lại làm việc. Trong bối cảnh thành phố dỡ bỏ một số hạn chế phòng dịch. Tôi thực sự hồi hộp giống như được sống lại khi được ra ngoài và quay trở lại nơi làm việc. Rất lâu rồi tôi mới trở lại đi tàu điện ngầm, tuy là ngày đầu được ra khỏi nhà nhưng không đông đúc, có vẻ mọi người vẫn lo lắng. Nhiều chủ cửa hàng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị đón khách, họ háo hức khi đã chờ đợi ngày tháng của cuộc sống mới. Khu tôi ở vốn bị phong tỏa, hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra ngoài. Điều đầu tiên tôi làm là đi cắt tóc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ ngày 1 tháng 6, cuộc sống ở Thượng Hải sẽ trở lại như trước đây, khi những tấm vé thông hành do các tòa nhà dân cư cấp cho người dân ra ngoài trong vài giờ sẽ không còn. Trường học được mở cửa trở lại một phần trên cơ sở tự nguyện. Siêu thị, trung tâm thương mại, hiệu thuốc sẽ mở lại dần dần với 75% công suất người dân vẫn sẽ phải đeo khẩu trang, được khuyến khích hạn chế tụ tập, khi một vài hạn chế khác sẽ vẫn được áp dụng đối với nhà hàng, phòng tập. Còn tại thủ đô Bắc Kinh, người dân hai quận Phòng Sơn, Thuận Nghĩa cũng được phép trở lại làm việc. Trong một tuần qua, Bắc Kinh đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào trong cộng đồng. Các ca cá bệnh ở các quận riêng lẻ đều nằm trong diện có thể kiểm soát được. Sau hơn một tháng chiến đấu với đại dịch, số ca mắc mới tại Bắc Kinh đã giảm đáng kể. Tình hình dịch COVID-19 đã được giữ trong tầm kiểm soát. Cuộc chiến chống đại dịch của chúng tôi đạt được nhiều bước tiến tích cực. Cũng theo ông Su Heijan, công tác chống dịch của Bắc Kinh sẽ chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang phòng chống bình thường. Tám quận không có ca nhiễm mới trong 7 ngày liên tục trở lên sẽ bắt đầu sản xuất trở lại, ngoại trừ những người sống trong khu vực cách ly các trung tâm mua sắm, bảo tàng, nhà hát, phong trưng bày nghệ thuật, trung tâm văn hóa không nằm trong diện cách ly cũng sẽ được phép hoạt động trở lại, kèm theo yêu cầu số lượng khách được ra vào, cũng như không được tổ chức các hoạt động tụ tập như triển lãm và khuyến mại trong thời gian tới. Tuy nhiên, tùy tình hình diễn biến tích cực, nên các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt vẫn sẽ được tiếp tục được triển khai. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu trong nước nhằm trung hòa nền kinh tế từ các chính sách phong tỏa khắc nghiệt. Chính sách gồm 33 đề mục tập trung vào việc giảm gánh nặng chi phí tài chính cho các doanh nghiệp ngành sản xuất thông qua biện pháp hoàn thuế, giảm thuế, giảm phí. Dự kiến, số tiền mà các doanh nghiệp được hoàn thuế, giảm thuế trong năm 2022 là khoảng 390 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng cũng sẽ được tăng gấp đôi hạn mức tín dụng cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Khi dịch bệnh được kiểm soát, có chính sách mới có thể sẽ hỗ trợ Trung Quốc trở lại quỹ đạo bình thường chính phủ Trung Quốc đã có hàm ý rõ ràng vẫn muốn mục tiêu tăng trưởng là 5,5% của năm 2022, dù rất nhiều khó khăn. Từ đầu tuần này, Quốc vụ Viện Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó hướng đến mục tiêu đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, đó là giảm thuế đối với khách hàng mua xe quy mô 9 tỷ đô la Mỹ. Dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ được bơm gần 5.300 tỷ đô la Mỹ để kích thích tăng trưởng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT cộng 7 tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.